Vâng, kênh Hoa Nguyễn xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn đón xem một tiểu phẩm nhỏ, cô vợ đảm đang và anh chồng say xỉn. Sao ông không đi về mà lo cho vợ con? Qua bao đêm bao ngày rồi ông lang thang rượu bia. Sao ông không về đi cứ còn đê tha rượu bia? Tôi đây không nói nhiều thì ông nhanh về đi. Qua bao đêm bao ngày rồi ông đê tha rượu bia. Sao ông không đi về để thân tôi đây khổ đau? Ông không lo làm ăn suốt ngày đê tha rượu bia. Ôi sức tôi đã cạn kiệt, sao mãi mê còn lo? Sao ông không đi về kẹo lăn quay ra ngoài kia? Ai sẽ đưa ông về còn tôi đây không à nha? Sao không lo làm ăn suốt ngày mê tha rượu bia? Không tính cho nên người thì sao nói con mà nghe?